Vâng, xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh của Đức Bền Ô Tô, có địa chỉ tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hôm nay chúng tôi đang bán cho quý anh chị em và các bạn một cái mẫu xe được đánh giá là hàng đỉnh cấp cũng như siêu phẩm của dòng xe Ford, hay còn gọi là Ford Explorer. Nếu mà nói đến các dòng Ford thì chúng ta có thể nói đến rất nhiều những cái mẫu xe, ví dụ như Ford Everest có đến 5 đến 6 phiên bản, rồi có những cái xe cỡ nhỏ Fiesta hay là xe bán tải Ford Ranger, thì Ford Explorer là đỉnh cao của công nghệ của Ford, một hãng xe đến từ nước Mỹ. Đấy, một trong những cái ông chủ của nền cũng như ngành công nghiệp ô tô thế giới. Ford Explorer các bạn nhé, sản xuất phiên bản 2.3 EcoBoost, sản xuất năm 2019, đi được có 2 vạn km mà thôi. Con này là đối thủ trực tiếp của cái anh chàng Toyota Land Cruiser Prado ở phía dưới kia. Đấy, và anh chàng đó thì cũng có những cái tính năng vận hành mạnh mẽ giống như Explorer, nhưng so với lại Explorer thì Toyota Land Cruiser không được đánh giá cao về mặt công nghệ trang thiết bị option. Ví dụ đơn giản như Explorer thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái công nghệ như cảnh báo lệch làn, thì đến tận thời điểm bây giờ Toyota Land Cruiser cũng chưa được trang bị các bạn ạ. Chúng ta sẽ đi một vòng nhé các bạn nhé. Nhà còn rất nhiều xe, hiện tại chúng tôi còn hơn 60 cái mẫu xe, kể cả xe 7 chỗ còn khoảng tầm 20 cái mẫu xe để có thể giúp cho quý anh chị và các bạn có thể lựa chọn. Anh chị em thân mến, thì con này được dán cái đề can ở phía trên, nhìn trông nó rất là hầm hố, không khác gì những cái mẫu xe hạng sang các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này, biển 15 các bạn nhé, biển 15 là rất đẹp, EcoBoost Mai mới tuyệt các bạn nha. Con này của nó thì nhìn nó đẳng cấp lắm các bạn. Đẳng cấp. Giá thì rẻ rất là hơn rất nhiều rồi. Đấy, con này thì mở cửa ra này. Đây mở cửa ra có đây các bạn nhá. Đây. Khi tôi mở cửa ra là cái bậc lên xuống nó sẽ tự động kéo ra. Đấy. Đây. Công nghệ của nó thì khỏi phải nói đúng không ạ? Đấy các bạn nhìn không? Đấy. Đây. Đây các bạn nhìn này, những cái mã hóa ở trên này mở cửa này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này. Đây, engine đầy đủ startup này. Đấy, đèn cửa này, rất nhiều thứ lắm. Explorer, ghế điện, ghế chỉnh điện, nhớ vị trí ghế đầy đủ hết các bạn nhé. Land Cruiser bây giờ nhớ vị trí ghế thôi. Công nghệ của nó thì đối với lại cái dòng xe này thì khỏi phải nói rồi. Đấy, gương chiếu hậu tự động chống chói, gạt mưa tự động các bạn nhé. Gương chiếu hậu tự động chống chói, gạt mưa tự động. Rồi chúng ta có cốp điện này, cảnh báo lệch làn đầy đủ hết các bạn nhé. Đây. Về tính năng an toàn của nó thì nó có chế độ lùi xe tự động này, tức là lùi vào điểm đỗ ấy, đỗ xe tự động. Rồi sưởi và làm mát ghế này. Đấy, sưởi và làm mát ghế. Rồi chúng ta có cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù và màn hình gối đầu hai bên này. Màn hình gối đầu nhá các bạn nhé. Đấy. Nâng hạ chân ga chân phanh. Đấy, với bốn chế độ lái khác nhau đó các bạn nhìn này. Đấy. Những cái này thì gần như Prado là không có đâu. Prado thì anh chàng ta thì khá là đơn giản. Đấy, tất nhiên là Prado thì cũng có rất nhiều các fan hâm mộ. Tôi thì tôi rất khó có thể so sánh, nhưng về cơ bản thì mỗi dòng xe thì nó có những cái tính năng, tức là những có cái ưu việt về mặt thiết kế là khác nhau. Đấy, ví dụ như có những xe thì thiên về vận hành và có những xe thì thiên về tiết kiệm nhiên liệu, có những xe thì thiên về cái trang thiết bị công nghệ option, thì cái dòng xe này thì về vận hành với lại trang thiết bị công nghệ option thì nó có thể nói là đứng đầu phân khúc các bạn ạ. Đứng đầu phân khúc. Explorer cực kỳ đẳng cấp. Con này như các bạn biết rồi đấy, nếu mà trên mạng thì cả đăng ký vào thì nó cũng phải rơi vào cũng không kém so với lại Toyota Land Cruiser Prado, cũng phải lên đến khoảng tầm 2.7-8. Con này chúng tôi đang chào bán khá là hợp lý, có 1.895 triệu thôi. Thì nếu anh chị em nào mà quan tâm thì có thể đến trực tiếp tại showroom số 10 Thành Thái. Sau này chúng tôi có cơ sở 2 là tại số 17 Phạm Hùng, có tên là siêu thị ô tô BK Hà Nội, ngay 17 Phạm Hùng đối diện bến xe Mỹ Đình nhé. Nếu anh chị em nào có nhu cầu hỗ trợ xe trả góp thì có thể gọi điện trực tiếp với chế độ trả góp là 70%, tương đương với lại thì cần chuẩn bị khoảng tầm 668 triệu là 668 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.